Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Lưu Diệp Phong xin phép được giới thiệu một số mặt hàng Tết để quý vị các bạn có thể lựa chọn ủng hộ giúp Phong. Bây giờ Phong sẽ giới thiệu một số mặt hàng nha quý vị nha. Trước tiên đây quý vị có thấy là hoa mẫu đơn, rất là nhiều mặt hàng nội ngoại nhập chứ ạ. Ở dịp Tết này rất mong được sự ủng hộ của quý khách. Đây hoa mẫu đơn. Ông sẽ đi quay lần lượt để quý vị cùng được thấy. Và Phong sẽ đang đi bộ ra để che một lô quất mới về hôm qua quý vị ạ. Đây, đi tận mắt để quý vị thấy những bức tranh chân thực nhất. Đi bộ luôn quý vị ạ. Rất nhiều hoa đẹp và rất mong là quý vị sẽ ủng hộ Phong nhiều nha. Hay ạ. Đây, quý vị có thể thấy hoa rất nhiều. Hứa hẹn là sẽ mang lại một cái Tết ấm no hạnh phúc cho mọi người. Chú ạ. Đấy là chú ạ. Đấy, rất nhiều mặt hàng hoa nội ngoại nhập có. Đây quý vị có thể thấy là hoa giấy tím quý vị, rất là vừa Tết này. Tiếp theo là Mỹ bằng nghệ. Đơn lá nhỏ, đơn thái nhỏ, đơn xưa. Đây là tím sen Vĩnh Châu. Đây là vàng sọc Cần Thơ, vàng sọc đời đầu, hoa mẫu đơn đột biến quý vị ạ. Đây tiếp theo là hồng sọc. Đây là hoa cẩm thạch, gốc giấy Mỹ ghép cẩm thạch quý vị nhé. Và hôm nay Phong sẽ giới thiệu với quý vị mặt hàng đây, quất thần tài. Giá 300k, tức là đổ đồng 300k quý vị ạ. Đấy, lựa chọn thoải mái, quả rất là to luôn. Rất là to luôn. Bên trong kia là giấy bừa, hoa giấy thái đỏ, cũng là giấy ghép thái đỏ. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị nha. Rất nhiều mặt hàng đa dạng về chủng loại, rất là phong phú về chủng loại. Em sẽ lựa chọn những cái mẫu hoa mà mới nhất trên thị trường hiện nay, mới nhất, đẹp nhất, lạ nhất và cũng là độc nhất, những cái hàng không bị lỗi mốt theo thời gian. Phong sẽ chia sẻ luôn quý vị một số cây quý vị nắm được nha. Đây là cây gốc cần thăng ghép cam Mỹ quý vị. Đây, quả cam Mỹ đây. Em giới thiệu một số mặt hàng này quý vị thấy. Đây là cây Mỹ vàng chanh, lá hoa rất là sáng hoa. Đây là phụng hoàng cam, một tác phẩm cũng đã làm mưa làm gió trên thị trường miền Nam rất là lâu, ở miền Bắc thì cũng chưa có nhiều người biết đến và thưởng thức loài hoa này. Ông thấy hoa này cực kỳ độc đáo, dòng mẫu đơn này ông thấy rất là độc đáo mà cái lá của nó cực kỳ đẹp luôn. Đây, tím sen Vĩnh Châu, xin giới thiệu quý vị và các bạn, đây là hoa tím sen Vĩnh Châu, hoa thơm, cũng đã có mặt ở quầy của Phong ngày hôm nay. Hoa hướng dương, rất là mau nở, hoa hướng dương qua không thấy ạ.
kia là quý vị có thể thấy một cây hoa mẫu đơn có tới 5 màu. Thôi Phong sẽ vào quay quý vị xem. Đây là hoa mẫu đơn ngũ sắc nha quý vị nhá. Giá cũng rất hợp lý thôi. Đấy, rất là nhiều những cái mặt hàng mà Phong sẽ giới thiệu. Đây là gốc giấy Mỹ ghép 2 màu rất là quái này. Màu vàng cam Thái và màu tím. Đây là cây cam Đài Loan, một cái loài hoa cũng Phong rất là yêu thích. Và Phong sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một địa điểm mà Phong gửi được của các anh chị ở đây. Phong tiếp tục đi để quay để quý vị thấy. Ở đây là có một cái lô quất Phong mới về, quất thần tài. Phong sẽ báo giá là 300k, đổi đồng 300k quý vị ạ. Lựa chọn thoải mái, không giới hạn. Rất là đẹp, quả to. Thì Phong được đi bộ và Phong cũng không ngắt video. Quý vị thấy chân thực nhất, không chỉnh sửa, không cắt video để mộc mạc, để mọi người dễ hình dung. Địa điểm bán hoa nó cũng gần nhau, gần với bưởi và quất. Đúng rồi, anh cởi hết ra cho em anh Bình ạ. Đây, tiếp tục là lô quất đây, quý vị có thể thấy dây buộc chặt quá anh. Đây, cái hàng này thì 400k quý vị, rất là đẹp. Hàng thì cũng lù, quả to quá trời luôn, quả to như là quả cam quýt. Nhiều mặt hàng. Đây là anh Bình, anh phụ vòng đẹp quá anh nhỉ. Anh xin giới thiệu quý vị, đây là cao quá, tí nữa mình tí chỉnh lại. Đây là lô quất này là đổ đồng 300k, quý vị chọn thoải mái không giới hạn nha. Hãy ủng hộ giúp Phong, xin cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Đây là một tác phẩm quất mà Phong cũng rất tâm huyết để tinh về chơi. Quý vị thấy một dáng thác đổ rất là đẹp. Cao tới 1 mét, ta từ ấy anh cao tới 1,5 mét. Thác đổ. Tiếp theo là bưởi. Bưởi rất nhiều quý ạ, rất nhiều bưởi. Đã rời quả liền, dài quá. Đây, Phong xin được quét sang. Đó là chú ạ. Dạ vâng ạ. Đây bưởi. Cây này cực kỳ sai luôn. Dưới 30 quả. Rất rất sai quý vị ạ. Thơm lắm, cực kỳ thơm. Thôi, video cũng tương đối dài, Phong xin phép được dừng video tại đây và chúc quý vị các bạn là một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Và quý vị hãy đừng quên đến đây để ủng hộ Phong nha. Những mặt hàng vô cùng chất lượng và giá cạnh tranh vô cùng hợp lý luôn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn.